Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Vĩnh Phúc. Vâng, dạ, Vâng. em xin chào chương trình nhé. Dạ, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì Vâng, đấy ạ? hôm nay em điện đến chương trình là em cũng có một câu chuyện là em muốn là chương trình cho em một lời khuyên. Thì là chồng của em là có cặp bồ với bà chị dâu trong họ cảnh trên cảnh dưới. Người chồng của chị dâu này đã mất 2 năm nay rồi, mà bây giờ người chồng của em lại qua lại bên ý là bây giờ là thế nào lại quan tâm đến nhau mà bây giờ là cứ bỏ bê vợ mà hoài riêng ra không muốn ngủ cùng với vợ thì là em mới phát hiện được. Thì em mới hỏi thì người chồng của em thì bảo làm chỉ là sang dạy dỗ bảo các cháu thôi chứ không có gì. Thì bà chị dâu cũng có nói bảo với tôi cũng chỉ là chú sang đây dạy dỗ các cháu hộ tôi. Bây giờ anh mất rồi mà bây giờ chú cũng như cha, tôi như chú không có gì đâu thím được no. Nhưng mà bây giờ em phát hiện được ra cho người chị ạ. Vâng. Chị chắc là cũng đang cảm thấy hơi sốc một chút đúng không ạ? Chồng của mình Vâng. lại có quan hệ với cả chị dâu. Chị dâu đây là mối Vâng. quan hệ có gần không? Gọi là anh này là cũng là cùng trong cái dòng họ À, của nhà trong dòng chồng họ em thôi. là gọi là cánh trên cánh dưới. À, tuy nhiên thì cái điều đó nó cũng làm cho mình cảm thấy rất là phiền lòng. Anh Đinh Vâng. Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị. Xin mời. Vâng ạ. Vâng, xin Vâng. chào chị. Vâng, em chào anh Minh Đăng. Em buồn lắm anh ạ. Bây giờ em cũng chẳng biết thế nào được. Em mới điện đến cho chương trình để cho em một lời khuyên mà anh. Đúng rồi, cái chuyện của mình đúng là rất là khó nói chuyện với ai đúng không? Nó cũng chưa ra Vâng. ngô ra khoai gì. Giá như mà mình sang nhà mình tóm được quả tang chồng mình đang giao lưu với chị, mình còn chụp Anh được cái ơi. ảnh lại bù lu bù loa Vâng. rồi. Thế còn đây đúng là mình Vâng. nói thì chồng cũng bảo là thì sang kèm cháu học, bà chị dâu cũng bảo là chú sang giúp các cháu học, chú cũng như cha. Trời ơi, người ta nói toàn vấn đề đạo đức cả, mình chả nhẽ lại lại khắt khe bảo là chú chết rồi, bác chết rồi thì thôi, hay là kệ con bác thì phải bắt chồng tôi. Mình thời gian này thông tin của mình nó chưa có nhiều, mình có thể biết mười mươi rồi, chắc chắn rồi. Đấy là mình linh cảm thấy là sang đấy không phải chỉ để dạy các cháu mà ngoài ra còn giúp đỡ mẹ cháu một tí nữa. Thế nhưng mà vì mình không có bằng chứng gì thành ra cũng rất là khó nói. Mình nói thì thành ra vu vơ đúng không? Thậm chí là hai người ta đồng lòng đồng sức và người ta nói, thành ra mình là một người hẹp hòi, xấu bụng. Thế cho nên là cứ bình tĩnh đã nhá. Chưa làm ầm ĩ, vẫn chẳng đi kiện cáo, vẫn chưa thưa gửi gì ở đâu được. Bởi vì khi người ta hỏi thì mình đều mới chỉ nói vu vơ là đấy, cứ hay sang bên đấy mà bây giờ bỏ bê vợ, tức là lâu lắm không làm gì đúng không? Vì thế mà vợ mới theo dõi, mới phát hiện ra là à thế chắc là đem đi đổ ở chỗ khác rồi cho nên mới bỏ bê vợ. Thì thực ra mình đây là hoàn toàn mới là suy đoán. Này thế hiện nay thì nhà mình các cháu lớn chưa? Đúng là biết là buồn vì cái linh cảm của phụ nữ đôi khi cũng rất là đúng. Thế nhưng mà những cái chuyện nhạy cảm như thế này cần phải có nhân chứng, vật chứng, tang chứng đấy, chứ không phải chỉ nói vu vơ. Một mặt thì mình vẫn cứ nói chuyện tình cảm với chồng rằng là em thì em không nghi gì anh đâu, nhưng mà làng trên xóm dưới người ta nhìn vào, người đời người ta tinh lắm. Rồi người ta lại bảo là nhà này họ hàng nhà tôm cứt lộn lên đầu, anh trai chết thì em sang chăm chị dâu. Cho nên anh đừng làm cái gì để mà rồi ảnh hưởng đến tai tiếng rồi rồi đến danh dự gia đình cũng như là rồi xấu hổ với con cái. Một mặt thì mình cứ tình cảm mình nói thế. Một mặt thì thế này, mình chịu khó sang nhà chị dâu mà chơi. Mình cũng lấy lý do là khổ thân các cháu mồ côi bố. Thế cho nên thỉnh thoảng đến lúc thì cứ thấy ông xã mình không ở nhà thì lại mang bát canh sang cho các cháu. Thỉnh thoảng xem chị vợ cái chị có nhà có làm gì xây sáo sửa sang gì thì cứ xông sang mà làm, giúp chị, thương chị quá chồng đúng không? Mình càng phải gần gũi, thế là coi như hai vợ chồng cùng hỗ trợ cùng phụ giúp đấy. Làm sao để cho chị kia chị có thể một lúc nào đấy một người đàn bà người ta có thể thèm khát đàn ông, người ta tặc lưỡi chấp nhận ta ngủ với chồng chị, nhưng mà về mặt con lương tâm nó vẫn cái náy day dứt rằng là mình tồi tệ quá, thím mới tốt như thế, thế mà rồi mình nỡ lòng nào lại còn thế nọ thế kia. Thì đấy là trước hết bằng cái lòng tốt để mình cảm hóa hai người. Cái việc thứ hai là cũng để mắt để ý là xem thêm, để khi mà mình có được những cái bằng chứng rõ rệt. Thật ra thì nhất là sống ở nông thôn, nếu mà chuyện này các cụ nói rằng cái kim bọc rẻ lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra, giấu được 1 tháng 2 tháng chứ làm sao giấu mãi được.
cứ khuya tối thậm thụt ở bên đấy, rồi có lúc lại còn chở nhau đi trên viện phụ sản chẳng hạn, thấy đưa nhau đi khám thai chẳng hạn, thế rồi có nhiều thông tin mà có thể biết được hơn, thì lúc đấy mình sẽ nói chuyện nó sẽ kỹ lưỡng hơn. Còn lúc này thì thôi cũng đừng nói chuyện với các con, cũng đừng làm ầm làng xóm gì lên, vì thông tin của mình còn rất là mỏng nhé. Vâng, hy vọng rằng cuộc sống của chị sẽ trở lại bình an nhé. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Nông. À, chào anh Đinh Đoàn. Tôi thì cũng đặt là năm nay là 55 tuổi rồi. Nhưng vâng, mà gia đình tôi thì bà xã tôi mang một căn bệnh là ung thư. Thế ạ? À? Năm nay là 11, 12 năm rồi. Rồi. Chứ già đã chín mà. Vâng. Tôi có hai đứa con, nhưng mà một đứa trai đứa gái. Dạ. Thì một đứa gái thì đại học và bên ngữ nó ra trường lâu rồi. Dạ. Còn đứa trai thì cũng vừa rồi xong ra trường rồi. Rồi. Bây giờ cũng cùng hai đứa cháu thì một đứa gái thì đã có chồng rồi, trai thì chưa. Cho nên là hai cháu thì nó thật là cũng cuộc sống nó ổn định rồi, tôi cũng lo rồi. Vâng. Đứa gái thì nó đã có chồng một cháu ngoại rồi anh ạ. À. Dạ. Còn đứa trai thì nói chung là chị em nó không ở Sài Gòn thì cũng chả làm cho công ty nào ấy. Dạ vâng. Nó làm cho nó thôi. Một đứa gái thì đại học ngữ rồi, nên bây giờ nó về nó làm ở nhà chị em với nhau thôi. Nên cuộc sống là nó sống thắng. Dạ. Bởi vì tôi thì mình làm bên trang trại nhỏ lẻ đó mà. Vâng. Ý là tôi cũng nói thật là cũng nhờ bên cửa sổ tình yêu. Vâng. Có chỗ nào giúp cho tôi thì là một người bạn chứ không không mình. Tóm lại là bây giờ anh muốn có một người để nâng khăn sửa túi đúng không? Nhưng mà muốn cơm chiều thôi thì nói thật sự thế. Rồi mà mới có 55 tuổi mà ở vậy 11 năm từ khi vợ mất rồi đúng không? Đúng rồi. Các con thì lại đang ở Sài Gòn, bố thì làm cái trang trại nho nhỏ ở Đắk Nông. Đúng rồi. Rồi, thế thì tại sao các cái bà ở quanh làng, quanh xã thì không tìm được à? Quê trong này thì ở đâu cũng có chứ. Thế? Nhưng mà sao tôi thấy là có người Đắk Bắc, có người Đắk miền Trung, tôi miền Trung nè. Nhưng mà mỗi khi vào sống một thời gian là tôi thay đổi tính tình liền, thì tôi thấy hơi ngại ngại. Cho nên ấy bây giờ tôi nói là thôi lấy từ quê gốc vào đây, nếu ai giúp được, ai mà cùng nhau được thì vào đây. Rồi ôi, anh tự tìm, anh còn chả tìm được thì làm sao mà nhờ cửa sổ tình yêu mà tìm được cho anh? Thì có gì đó, nếu như mà chủ cửa sổ tình yêu mà có chỗ nào đó nhà cửa sổ là lại tin tưởng cửa sổ thế cơ à? Tất nhiên tôi có tin chứ. Rồi anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng. Chào anh. Vâng, chào anh Đinh Đoàn. Vâng. Thật ra thì tôi rất là hiểu, vì nói thế chứ con người ta ăn thì chả bao nhiêu, đến cái tuổi này rồi một ngày thì ăn 2-3 bữa đúng không? Rượu thì uống một vài chén thôi, nhưng mà đúng là con người ta cái nhu cầu tình cảm nó quan trọng lắm. Nhiều người ăn đói ăn khát, ăn rau ăn cỏ, nhưng mà có nam có nữ, có vợ có chồng nó vẫn hạnh phúc. Chứ bây giờ như trường hợp của anh ấy thì các cháu nó sẵn sàng nó lôi anh đi xuống Sài Gòn ngay. Rồi 40-50 mấy mà nó xin cho bố mặc cái áo bên vệ sĩ hay là bên các công ty bảo vệ để bố sẽ lại đứng rất ngon lành ở các siêu thị hay là các cái trung tâm thương mại, bố có lương đàng hoàng, sẽ hấp háy, sẽ có cô nọ cô kia thích. Nhưng mà mình quen sống ở núi rừng rồi đúng không? Thế đúng rồi. Rồi là mình gắn bó với cái ruộng nương rồi. Với lại cái cơ bản nhất là một cái nơi còn mình giữ ở lại thì còn con nó có nối đi về, nếu mình đi nốt thế thì nó bỏ làng à đúng không? Thế thì bây giờ còn bố như vậy chắc chắn là cũng là các cháu thôi, nó một năm nó có một lần hai lần thì rồi cũng nó cũng có chỗ để nó đi về, cũng rất là tốt, nhu cầu của anh rất là chính đáng. Chỉ có điều rằng là đấy, nghe Thành Văn ban nãy nói rằng là giá là anh ở gần thì rất dễ hơn. Anh biết cô nọ cô kia, chị này chị khác, chị này mới bỏ chồng, cô kia thì thật ra là ế, hay là người nọ người kia có hoàn cảnh thế này thế khác, người ta chấp nhận mình thì không còn phải giàu có, chẳng phải trai đẹp, nhưng mà cũng còn khỏe mạnh, mình cũng chẳng mong muốn là sinh con đẻ cái làm gì thêm. Nhưng mà nương tựa vào nhau bữa cơm bữa cháo đúng không? Tôi thì đấy, anh bây giờ cùng một lũi phải thực hiện nhiều hướng. Một là bản thân mình cứ để ý đi, mình đi đây đi đó, trong những đám những xá mình gặp được người này khác quen thì mình có thể cứ ngỏ lời mở rộng cái mối quan hệ. Thứ hai là mình cũng nhờ những người quen, những bạn bè hàng xóm đang giềng trong nói đấy, thật sự tôi bây giờ cũng rất là cô đơn, nhất là khi các cháu nó trưởng thành nó đi sống độc lập rồi, mình thấy càng ngày nó càng tuổi nó một già đi về càng thấy cái nhu cầu nó rất là buồn. Cho nên là mong muốn nếu mà ai mà có biết người nào ở cái tầm tuổi, anh phải đưa ra được cái gạch đầu dòng, đưa được những cái tiêu chí. Rất là nói thật là qua cái sự tình yêu tôi cũng nghe nói chuyện, anh nói chuyện cũng nhiều rồi. Vâng. Tôi cũng có nhiều đôi lúc luôn đây, nhưng mà thật sự là tôi cũng không được, nhưng mà thôi thế này, ý là tôi cũng nói là
bây giờ tuổi tôi thì không phải là không muốn cái gì. Vâng. Nhưng mà trong một bữa cơm chiều mà hoàng hôn xuống rồi thấy cũng trống vắng. Vâng. Rồi tôi làm trang trại xong rồi vào nói thật là ăn là chả bao nhiêu. Đúng ạ. Nhưng mà nếu có một người thì ăn nó vui vui thôi, chứ cũng chả không muốn gì. Nhưng mà con cái thì nó muốn mà cứ tôi đi vào Sài Gòn sống với nó, nhưng mà thật sự là tôi không thể bỏ nhà cửa, bỏ bà già của mẹ đó. Vâng. Khi ngày còn sống người ta là đầu óc tay gấu với mình, bây giờ mình bỏ người ta là một kinh nhang là theo dân người tôi. Hiểu mà. Và theo riêng bản thân tôi là như vậy, tôi không thể bỏ được. Thứ nhất là anh phải nói rõ là cái nhu cầu anh muốn là hiện nay mong muốn có một người bạn gái tuổi từ bao nhiêu này, 40 đến 45 hay là 45 đến 50 hay 55, 60? Đó là 50, 53 đó lại, tôi 55 nữa rồi. Vâng. Không cần cái gì ấy. Vâng, đấy, ít hơn anh là được. Đấy, hai nữa là phải là người chưa từng lấy chồng hay là có chồng rồi bây giờ ly hôn. Có chồng cũng được. Vâng. Nghĩa là có chồng cũng được, bỏ chồng cũng được. Vâng, có nhưng chồng thì người ta không lấy anh đâu. Vâng. Có tình người ta đã ly hôn rồi thì được rồi. Vâng, ly hôn. Chồng được rồi. Thứ hai nữa là anh có đặt yêu cầu là người phải là người Bắc, người Trung, người Nam gì không? Không, tôi không quan tâm gì đó. Có người nào vâng. Họ đã chia tay nhau. Vâng. Không còn dính líu bất cứ một ai thì. Vâng, tôi thay mặt anh tôi sẽ nhắc như thế này này. Tất cả các bạn đang nghe đài theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, nếu ai có mong muốn kết bạn với một người đàn ông mà người đang chia sẻ đấy, anh ấy năm nay 53, mình mong muốn là tiến tới một cái mối quan hệ bền vững lâu dài đàng hoàng, và không phân biệt là Bắc Trung Nam, tuổi thì cũng không cần quá trẻ và cũng tất nhiên thì không quá lớn tuổi. Nếu mà người nào có nhu cầu như thế thì hãy gọi điện thoại cho anh ấy theo số sau, anh nói đi số điện thoại của anh. Theo số của tôi đó. Vâng. 0339616737. Rồi 0339616737 đúng không? Vâng. Rồi cảm ơn anh. Cảm ơn anh Đinh Toàn và hy vọng anh sẽ tìm được cái nửa còn lại của mình nhá.